Hello my friend, welcome back to my channel. Hôm nay cùng mình chơi 12 game đầu tiên sẽ là Rumpy Grand. Rồi. Em cửa sổ 7 này. Qua đây. Wow. Này khó nhảy nhé. Ui giời ơi. Đùa xa. Ah!
53 giây. Ok, mình lên kiếm khác nha. Mình sẽ chơi Granny này. Thank you.
Wow, it's coming. Ý bị bà bắt. Mình sẽ chơi game Papa Pizza. Thank you.
có thể ngoái lắc tay. Không có gì đây này. Giá nó có cái lồng nha, nó không có. Em rơi xuống tại thật lại nha. Ok, mình đến game tiếp theo nha. Mình sẽ chơi Dark Shadow này.
Thank you.
sẽ chơi hai The Back Room. Ok, mình lấy game khác nha. Mình sẽ chơi game ai. Mở được cái này à?
Đây chúng mày không có gì luôn. Ba tứ. Xuống hầm luôn. Ok, mình lấy game tiếp theo nào. Mình chơi Angry Grandpa. Sướng đấy. Ở đây có 5 người đấy nhỉ. Kiri.
20%. Zack. Được 79%. Ôi ôi, chết rồi. Wow. Ok, mình lấy game khác nhá. Mình sẽ chơi Siren Head.
So we'll be in Zillo. Thank you.
cứ Grand Pa and Granny.
hình xui nó cũng như vậy. Bốn đường cũng một đường đúng rồi, rồi ơi, mình dám thế này. Ta chơi Slendera School. Đi bên phải trước. Thank you.
thằng to nó không có gì. Con này nguy hiểm mà. Thank you.